người dân nơi đây thì tuy rất là còn nghèo nhưng mà người dân rất là thân thiện và mến khách. Khi chúng tôi có đoàn khách đến thì người dân ở đây thì cũng rất là vui. Bản chị ở đây thì cũng hoang sơ thôi nhưng mà mát mẻ, mùa nóng thì mát lắm. Khách đến đây thì có rất là nhiều hoạt động để mà trải nghiệm khám phá. Ví dụ như là đi thăm thác Tần Hàng, thứ hai nữa là tắm suối nước nóng, thứ ba nữa là trải nghiệm cấy hoặc gặt lúa và đi bộ đường rừng. Thú vị nhất là khách đến gia đình mình, thứ nhất là về cái nấu ăn, được nấu ăn món ngon cho khách. Và thứ hai nữa buổi tối thì cùng ngồi xung quanh bếp lửa để mà tâm sự, vừa nhâm nhi uống rượu. Về văn hóa văn nghệ ở bản chúng tôi đây thì cũng là rất là sôi nổi. Đã là người Mường, văn hóa của người Mường là phải biết múa chiêng, phải biết xòe, là phải có trống chiêng. Múa cổng chiêng này là người Mường, dân tộc người Mường là không thể thiếu được. Đó là món ăn tinh thần của người Mường, nó không thể thiếu được. Nhưng ngày cầu mùa này, lễ Đại Hạ này với lại ngày Tết này chẳng. Khi mà khách du lịch đến thường xuyên thì các anh cũng là duy trì và có cái trống chiêng này để phục vụ cho khách mà cũng như là nét đẹp văn hóa của dân tộc Mường các anh ạ. Vâng, khi du lịch phát triển thì điệu xòe này được sẽ được gìn giữ lâu hơn, giúp mọi người gần gũi với nhau hơn. Làm nông nghiệp thì nhà chị làm du lịch thì chị vẫn có tăng thêm thu nhập. Trong những cái tháng mà gia đình tôi được đón những đoàn khách ấy thì gia đình tôi có thêm thu nhập từ du lịch. Ngoài thu nhập thì khi khách đến chúng tôi cũng bản thì cũng rất là vui vì chúng tôi có vệ sinh môi trường sạch sẽ, và thứ hai nữa là bà con sẽ nâng cao cái nhận thức để mà tốt hơn. Tương lai thì tôi mong là du lịch sẽ phát triển nhiều hơn để bà con trong bản chúng tôi bớt khó khăn hơn.